hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay Hôm nay đây chúng ta đã bước qua ngày đầu tiên của tháng 12 tại Hoa Kỳ rồi các bạn. Hôm nay là ngày 1 ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày 2 Tây rồi là ngày thứ sáu và chúng ta cũng có rất nhiều những cái tin tức chủ yếu thông muốn dành thời gian để mà chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn trong cái video này. Chúng ta có tài liệu liên quan tới PCE cũng như là một số những thông tin mà Hùng cảm thấy là cũng rất là lạc quan các bạn. Chúng ta ít nhiều gì đó cũng đã nhìn thấy được theo thuận là có một cái ánh sáng ở dưới đường hầm rồi các bạn. Chúng ta đã đi trong cái đường hầm tối tăm này một thời gian rồi, thường cảm thấy được chúng ta ít nhiều gì cũng thấy được một chút xíu tia hy vọng các bạn có phải là chúng ta sẽ tăng trưởng mạnh từ đây hay không thì tự nhiên là không nói như vậy nhưng mà thường chỉ thì nói với các bạn là chúng ta ít nhất cũng có được một cái gì đó làm động lực để có thể tiếp tục tiến tới tôi sẽ chia sẻ những thông tin này với các bạn chúng ta cũng sẽ nói tới những cái động thái gần đây đến từ khắp nơi luôn sau khi mà có sự kiện FTX những cái nhà lập pháp đó họ đã làm gì và có những cái động thái như thế nào cũng như là nhiều bạn cũng đang nghĩ đến là cái sự kiện liên quan đến FTX đó, có ảnh hưởng dài hạn đến crypto hay là không những thay đổi nó sẽ như thế nào tôi cũng sẽ nói về đề tài này và cái suy nghĩ riêng của thuận rồi chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói về FTX các bạn các bạn có thể là cũng đã khá nhàm chán khi mà nghe nói tới Sam Bankman Free nhưng mà hôm nay đã lại có một cuộc phỏng vấn nữa và thuận cũng đã lọc lại cuộc phỏng vấn đó để chia sẻ những cái thông tin thú vị với các bạn thuận sẽ chia sẻ ở phần cuối của cái video Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Hôm nay các bạn đã thấy là thị trường nó thật ra là một màu, màu đỏ Cũng không phải đỏ lắm các bạn Các bạn nên nhớ là hôm qua rất là xanh Thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó Thì Dow Jones giảm 0.56% S&P 500 thì không có thay đổi nhiều Nhưng mà Nasdaq đó thì tăng 0.13% Chúng ta nhìn một pre-market thì cũng khá là im lặng các bạn Cả hai chỉ số Dow Futures và S&P Futures Thì đều không có sự thay đổi nhiều còn về Nasdaq futures thì xuống 0.22%. Mọi người bây giờ đó là đang chờ đợi thông tin ngày mai đó chính là cái thông tin liên quan đến thất nghiệp tại Hoa Kỳ các bạn. Ước tính bây giờ đó là chỉ số thất nghiệp sẽ là 3.7% tháng vừa rồi cũng là 3,7% có nghĩa là ước tính thì chỉ số thất nghiệp nó sẽ giống như là tháng vừa rồi nhưng mà chúng ta cũng đã biết là cái mà Fed quan tâm đến là người ta có thất nghiệp nhiều hay là không chúng ta sẽ biết ngày mai mà thôi bây giờ tình hình là tin tốt hay tin xấu mà tin xấu thành tin tốt các bạn những thông tin gì liên quan tới nền kinh tế bất ổn thì nhiều đầu tư lại cho là tin tốt bây giờ tại vì họ nghĩ là những cái thông tin đó sẽ dẫn đến là Fed sẽ chậm lại hoặc là nhân tăng lãi suất khi mà nền kinh tế thực sự bất ổn chúng ta sẽ biết thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp ngày mai nhưng mà nào mà quan tâm đó, thì chúng ta sẽ có cái thông tin này là khoảng 8 giờ rưỡi tối à giờ ở Việt Nam đây các bạn còn ở Cali đó chúng ta sẽ có thông tin này vào 5 giờ rưỡi sáng ngày mai tôi sẽ chia sẻ chi tiết sau với các bạn Chúng ta hãy nhìn vào những cái mảng đầu tư khác đi, chúng ta nhìn vào dầu thì dầu bây giờ cũng tương tự như là mấy ngày trước các bạn. Chúng ta đã trở lên mức là khoảng 80 đô rồi, bây giờ tăng nhẹ một chút ở mức là 81 đô 48 sen. Còn hợp đồng vàng thì sao? Hợp đồng vàng đây các bạn thấy được là chúng ta cuối cùng cũng đã qua được 1800 đô. Bây giờ chúng ta ở mức là 1817 đô cho một ounce vàng. Hôm nay tăng 0.14% crypto thì hôm nay các bạn thấy được là nó có cái sự giảm một chút nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là BTC thì vẫn xoay quanh cái mức là khoảng chừng là 17.000 đô chúng ta có thể nhìn thấy được là Ethereum đó thì cũng như vậy ở cái mức là 1.250 đô tới 1.300 đô các bạn đây là cái mức hiện tại và nói chung nó hôm nay là một ngày mà crypto đó có cái sự giảm xuống một chút nhưng mà cũng không có nhiều lắm các bạn nhìn vào những đồng lớn đó thì giảm từ 1 cho đến 2 3% mà thôi. Chúng ta sẽ nói thêm chi tiết liên quan tới những gì các bạn cần phải biết về crypto trong ngày hôm nay. Chúng ta cũng thấy được là đã đóng lời tháng 11 rồi thì kết quả ra sao? Các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó, đây là thống kê hàng năm và thống kê theo tháng mỗi một thời điểm đó là BTC tăng trưởng hay là giảm như thế nào thì các bạn đã thấy được là chúng ta kết thúc tháng 11 là giảm 16% cho bạn so với năm 2020 đó đó là thời điểm mà bull market chúng ta có sự tăng trưởng tới 42% so với năm ngoái đó thì chúng ta giảm nhiều hơn năm ngoái các bạn thì được chỉ giảm có 7% mà thôi thì nói chung đó chúng ta đã kết thúc tháng 11 giảm 16% Tháng 12 ra sao đó thì chúng ta vẫn đang chờ đợi. Các bạn nhìn thấy được là dựa theo lịch sử đó, tháng 12 là một tháng tốt cho nhiều năm. Các bạn thấy được là năm 2015, 16, 17 và 20 đó đều là những năm mà có cái sự tăng trưởng nhiều. Đương nhiên các bạn thấy được là tháng 1 cho tháng 12 đó nó giống nhau trong lịch sử thì chúng ta vừa có một cái tháng đỏ cho tháng 11 vừa qua, chúng ta không biết là tháng 12 này đó có đi theo cái xu hướng đó hay là không lại thêm một cái màu đỏ nữa giống như năm 2021 và nếu như các bạn nhìn vào cái tài liệu trên màn hình nếu như câu hỏi là các bạn thấy năm 2022 này nó hiện bây giờ đó giống như là năm nào nhất có thể các bạn sẽ nói được là năm 2022 này đó nhìn sơ qua thì nó rất là giống như năm 2018 chỉ có một cái sự khác biệt mà thôi đó chính là năm 2018 đó thì tháng 3 là cái tháng mà xuống 33% nhưng mà năm 2022 này đó chúng ta thấy được là tháng 3 là cái tháng mà có sự tăng trưởng 5% Nhưng mà ngược lại đó tháng 4 là cái tháng mà tăng 33% năm 2018 Nhưng mà năm 2022 này đó lại là một tháng mà có màu đỏ Một sự khác biệt nữa là tháng 10 các bạn Tháng 10 của năm 2018 là chúng ta âm 4% Nhưng mà tháng 10 của năm nay là các bạn thấy chúng ta có sự tăng trưởng 5% thì nhìn chung đó thì đương nhiên là không có năm nào hoàn toàn chỗ năm nào nhưng mà nếu như nói giống nhất đó, thì đồng vẫn cảm thấy được là năm 2022 này nó giống như năm 2018 và nếu như vậy đó thì có khả năng nào mà năm 2023 giống như năm 2019 hay là không và nếu như mà năm 2023 giống như năm 2019 đó, chúng ta có thấy được là cũng là một năm mà có cái sự tích lũy đó các bạn các bạn đã nhìn thấy trên màn hình năm 2019 đó, thì chúng ta có 4 tháng xanh liên tục luôn là từ tháng 2 cho đến tháng 6 các bạn đã nhớ là giá của BTC đó đi từ 3.000 đô lên tới 14.000 đô trước khi mà chúng ta có cái sự trả trở về dưới 10.000 đô rồi sau đó chúng ta có một thời gian tích lũy cho đến khi nào cho đến chúng ta thấy được là cái thời điểm là Bitcoin halving năm 2020 bắt đầu là sự tăng trưởng của một mùa mới và nếu như chúng ta thấy năm 2023 mà giống như năm 2019 thì chúng ta sẽ hoàn toàn lặp lại cái chu kỳ đó đó là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nhưng mà đây là cái kết quả của tháng 11 tôi muốn chia sẻ với các bạn Rồi hôm nay đó chúng ta có cái thông tin lớn mà nhiều bạn chờ đợi đó chính là cái chỉ số PCE ngày hôm nay ra sao Thì uh, các bạn nên hiểu là ở Hoa Kỳ đó có hai chỉ số lạm phát lớn mà mọi người quan tâm đến Thứ nhất đó là cái chỉ số CPI chúng ta nói rất nhiều rồi Đây là cái chỉ số mà những người như thường của các bạn đã thường hay theo dõi xem coi là lạm phát ở Hoa Kỳ là bao nhiêu phần trăm Nhưng mà đối với Fed đó, thì uh, John Powell Ông ta nói là ông ta thích chỉ số PCE hơn đây là cái chỉ số mà ông ta cảm thấy được là nó gần giống như là nền kinh tế Và các bạn thấy được là kết quả ra sao Kết quả cũng rất là tốt các bạn Chúng ta có cái chỉ số PCE đó Như các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì tổng CPE tính tất cả các mặt hàng Thì chúng ta thấy được là tăng 6% so với một năm trước Thì bây giờ đó con số này là tốt hay xấu Thì các bạn có thể nhìn là ước tính đó, Mọi người nghĩ là nó sẽ tăng tới 6,2% giống như là tháng vừa rồi nhưng mà thật ra cuối cùng nó chỉ tăng có 6% mà thôi có nghĩa là so với thời điểm này năm ngoái đó thì vẫn tăng 6% nhưng mà so với là tháng vừa rồi đó thì đã giảm từ 6.2 xuống 6% rồi các bạn Còn Core PCE đó là tăng 5% Core PCE có nghĩa là phần trăm lạm phát Mà không tính uh, hai mặt hàng lớn đó chính là lương thực và năng lượng các bạn Thì 5% này đó là cao hay thấp thì các bạn thấy được là vẫn thấp hơn tháng vừa rồi là 5.1 Nói chung đó thì phần trăm lạm phát đã có cái xu hướng là giảm một chút rồi các bạn Và đây là điều rất quan trọng nhất là con số 5.0 này Tại vì Fed đó, đối với quan điểm của Fed thì khi mà nhìn vào tài liệu PCE uh, PC đó thì được cho power quan tâm đến core PCE hơn tại vì ông ta nói là hai cái mặt hàng mà có sự dao động mạnh đó chính là năng lượng và lương thực. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục nói tới những cái thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay đó, chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là em Trading và đây là một cái sàn giao dịch Forex, CFD chuyên nghiệp và bây giờ đã hỗ trợ cho được crypto. Một số điểm nổi bật đó mà em Trading muốn đem đến với các bạn trong video ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta có cái chương trình bonus ký quỹ lên tới 200% giúp những bạn bắt đầu giao dịch với quy mô vị thế lớn hơn. Thứ nhì đó là chương trình chia sẻ doanh thu lên tới 60% khi mà bạn trở thành đối tác của em Trading. Đây là một cái chương trình khá hấp dẫn. Cho những bạn nào muốn phát triển mạng lưới riêng của mình, các bạn sẽ luôn được đội ngũ của em Trading support. Và ngay trên trang chủ của em Trading, đó, bạn có thể xem rất nhiều thông tin chi tiết như là những đánh giá khá tốt từ nền tảng Trustpilot với cái rating trung bình là 4.2 trên 5 điểm. Ngoài ra, đó còn có thể thấy các danh hiệu mà em Trading đã đạt được từ chứng nhận của forextrading.com. Một cái tính năng nổi bật từ em trading mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng đó chính là copy trade trên nền tảng của em trading có nghĩa là chế độ trading mà các tài bạn sao chép các trade của những nhà giao dịch giỏi nhất có lẽ đây là tính năng mà cũng khá quen thuộc đối với nhiều bạn rồi nếu như mà bạn tự tin và đang là một trader chuyên nghiệp thì có thể đăng ký master trở thành một chuyên gia chia sẻ chiến lược để kiếm nhiều tiền hơn nữa các câu hỏi thường gặp cũng được em trading giải đáp tại đây các bạn có thể xem qua và tham gia cộng đồng copy trade của em trading trên telegram điều quan trọng cho những bạn mà có hứng thú muốn đăng ký đó tùy thuộc vào loại tài sản mà các bạn sẽ có một chính sách ưu đại riêng từ em trading cái loại hoa hồng trên lệch và số tiền gửi ban đầu tất cả thông tin đều có trên trang này để các bạn có thể tham khảo thêm và ngoài ra các bạn cũng có thể trở thành đối tác của em trading với nhiều chính sách hấp dẫn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì sẽ có link ở bên dưới cái video này để các bạn có thể tìm hiểu thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ em trading chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà tiếp tục nói tới một số những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay và đối với lại fed đó, lý do tại sao mà năng lượng và lương thực đó có cái sự tăng trưởng là ảnh hưởng bởi những yếu tố hiện tại mà thôi từ từ mọi thứ sẽ trở thành bình thường trở lại giống như là fed nói là khi mà mọi thứ nó đã thả lỏng hơn chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu nó đã đỡ hơn đó, thì sẽ giải quyết được vấn đề liên quan tới lương thực còn về giá năng lượng đó, thì Chủ tịch John Powell nói là đang bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố hiện bây giờ liên quan tới chiến tranh cũng như là ảnh hưởng liên quan đến là toàn cầu đó đang có nhu cầu sử dụng nhiều năng lượng. Khi mà kinh tế toàn cầu chậm lại đó thì sẽ không sử dụng nhiều năng lượng nữa thì năng lượng nó cũng sẽ giảm giá mà thôi. Đó là cái suy nghĩ đến từ Chủ tịch John Powell. Các bạn có thể đồng ý hay là không đồng ý về cái suy nghĩ đó cũng không quan trọng đâu. Điều quan trọng các bạn cần phải hiểu chính là Chủ tịch John Powell cùng với lại những cái quan chức ở trong quỹ ban FOMC là người mà bỏ phiếu ra quyết định là lãi suất sẽ tăng hay là giảm như thế nào và nguồn tiền nên được thả lỏng hay là siết chặt và điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đối với nền kinh tế và thị trường tài chính cho nên suy nghĩ của John Powell rất là quan trọng và điều mà chúng ta nên hiểu ở đây đó là course PCE là 5% có rất nhiều người đó có cái quan điểm là nếu như mà thật sự muốn quản lý phần trăm lạm phát đó thì cái phần trăm lãi suất của phát phải cao hơn phần trăm lạm phát thì mới có thể áp chế được chứ nếu như mà phần trăm lạm phát ở trên cái mức này giả sử như là 5 phần trăm 6 phần trăm mà chúng ta thấy được là phần trăm lãi suất của Fed chỉ có hai ba phần trăm thì không có cách nào mà có thể quản lý được lạm phát hết phần trăm lạm phát phải dưới cái phần trăm lãi suất của Fed thì điều này có nghĩa là chúng ta nếu như mà nhìn vào core PCE con số mà Fed quan tâm đó là 5 phần trăm đây cũng là cái mấu chốt mà tại sao nhiều người nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng ở mức là khoảng 5 tới 5.25% họ dựa vào chỉ số PCE tại vì họ nghĩ là bây giờ đã mức là suất là 4% rồi. Fed đã từng nói là Fed không cần phải tăng lên tới 6 7% như là chỉ số PCI hay là chỉ số tổng PCE tại vì Fed chỉ quan tâm đến core mà thôi. Tại vì core PCE là một cái phản ảnh tốt hơn cho tình hình lạm phát chung của nền kinh tế đó là điều mà rất quan trọng các bạn nếu như mà core pc là năm phần trăm các bạn thì được lập phần trăm lãi suất đã bốn phần trăm rồi thì khoảng cách từ bốn tới năm phần trăm đó không còn bao nhiêu xa nữa cho nên đây là cái sự lạc quan hiện tại các bạn họ nghĩ là Fed đương nhiên là chưa có nói tới việc là ngưng tăng lãi suất nhưng mà cũng đã nói tới việc là sẽ chậm lại tốc độ tăng lãi suất cho cái đợt tăng kế tiếp này rồi và bây giờ nhiều người đó thì nghĩ là Fed khi mà đạt tới cái mức là khoảng 5 cho đến 5.5% khoảng cách đó đó thì Fed cũng sẽ ngưng tăng lãi suất mà thôi tại vì lúc đó phần trăm lãi suất sẽ cao hơn core PCE và bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Có rất nhiều những người nghĩ là Fed sẽ không ngưng tăng lãi suất đâu, có thể là kéo dài qua tới năm 2024. Tôi không nghĩ gì, tôi nghĩ là khi mà chúng ta thấy phép tăng lãi suất đó bắt đầu từ đầu năm tới bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái sự tăng lãi suất đó nó thấm vào trong thị trường tài chính và đã thấm vào trong nền kinh tế các bạn chúng ta đã thấy là những cái ngành mà liên kết trực tiếp với lãi suất đó đã bị ảnh hưởng rồi như là cho vay hay là người ta mượn tiền mua xe mua nhà đã bị ảnh hưởng rồi chúng ta sẽ bắt đầu thấy là cái sự ảnh hưởng nó sẽ lan tỏ ra những ngành khác và khi mà nó lan tỏa đó nó sẽ lan tỏa rất là nhanh và Fed sẽ ngưng tăng lãi suất ở thời điểm đó thôi thì vẫn cho là chúng ta có thể thấy Fed tăng thêm vài tháng nữa rồi sẽ ngưng tăng lãi suất để mà xem coi là tình hình chung của nền kinh tế như thế nào đó là lòng tin của thuần mà thôi cho nên khi mà nói chung về quan điểm đầu tư hiện tại đó chúng ta không nói riêng về crypto mà nói chung hết liên quan tới chứng khoán luôn thì quan điểm của thuận bây giờ đó vẫn là thuận tiếp tục tích lũy trung bình giá các bạn crypto và ngay cả cổ phiếu cũng như vậy luôn. tại vì đối với nhiều người đó thì có thể là họ lo sợ là không biết là cổ phiếu còn rớt xuống nữa hay là không, hay là rớt bao nhiêu sâu crypto cũng như vậy. nhưng mà đối với thuận đó thì không có lo ngại là nó còn sẽ rớt bao nhiêu nữa mà thuận lo ngại là cái thời gian mà có thể tích lũy đó không còn nhiều nữa, có thể là chỉ còn khoảng chừng một năm hay là một năm rưỡi nữa mà thôi. đó là cái thời gian rất là ngắn các bạn để có thể tích lũy. cho nên thuận thì lo sợ là thời gian tích lũy không còn nhiều chứ không có lo sợ nó còn rất bao nhiêu nữa đó là quan điểm của thuận hiện tại tại vì thuận cảm thấy được đây là một trong những cái cơ hội mà thuận đã chờ đợi nhiều năm nay cái cuộc khủng hoảng năm 2008 đó, lúc đó thì thuận cũng đã có đủ suy nghĩ để biết đây là cơ hội để mà có thể mua được những cổ phiếu lúc đó vẫn chưa có crypto đó các bạn nhưng cổ phiếu ở cái mức giá rẻ nhưng mà lúc đó nó thuận chỉ mới tốt nghiệp bằng thạc sĩ thôi các bạn lúc đó thuận cũng chưa có làm được nhiều tiền cho nên thường chung chỉ thể tích lũy có hạn mà thôi và trước đó nữa là năm 2000 cuộc khung quản đó thường còn quá nhỏ các bạn lúc đó còn đi học mà lúc đó thường còn học high school đó các bạn lớp 11 cho nên lúc đó đâu khi nào mà đầu tư được cho nên thuận thì nhìn vào cơ hội này là một những cơ hội mà thuận đã chờ đợi từ bấy lâu nay và trên màn hình các bạn đó đây là cái xu hướng của core pce thuận chỉ muốn chia sẻ để bạn có cái nhìn tổng quát về đường đi của cái chỉ số này mà thôi từ quý 1 của năm 2020 cho đến bây giờ. Và trên bên các bạn đó đây là cái xu hướng tăng trưởng của những mặt hàng liên quan tới lạm phát thì các bạn đã thấy được là một trong những mặt hàng mà vẫn chưa có dấu hiệu trùng bước đó đó chính là cái đường màu xanh dương này và khi các bạn nhìn bên dưới đó đường màu xanh dương này là đại diện cho mặt hàng nào đó chính là đại diện cho lương thực và chỗ ở đó các bạn có nghĩa là mướn nhà thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy là chỉ số này đang trên con đường tăng trưởng còn lại đó chúng ta đã bắt đầu thấy được là những cái ngành khác như là liên quan tới mua sắm quần áo mua sắm xe cộ hay là mua sắm những cái vật dụng trong gia đình thì chúng ta đã thấy được là đã có cái xu hướng giảm xuống rồi chỉ có đường màu xanh này là vẫn tăng trưởng mà thôi một điều mà các bạn đã nhớ là những yếu tố ảnh hưởng rất là lớn liên quan đến giá mướn nhà đó chính là giá mướn nhà luôn bị trì hoãn lý do tại sao thường đã chia sẻ với các bạn rồi thường thì họ sẽ gọi xung quanh coi coi là các bạn này mướn nhà giá bao nhiêu thì những người mà đang mướn nhà là họ sẽ cho biết là cái giá mướn nhà của họ là bao nhiêu nhưng mà các bạn nên biết là có thể là họ đã ký hợp đồng mướn nhà đó cách đó 6 tháng 8 tháng rồi cho nên những tài liệu khi mà họ cung cấp đó có thể đã không còn là tài liệu hiện bây giờ nữa và tài liệu hiện bây giờ cho thấy được là giá mướn nhà đang trên con đường giảm xuống cho nên cái đường màu xanh này có thể đang bị trì hoãn đó các bạn. Và chúng ta nên biết là cái cuộc họp kế tiếp của Fed đó, đó chính là cuộc họp vào giữa tháng 12 các bạn. Sẽ là ngày 14 tháng 12 chúng ta. Còn 12 ngày nữa đã đến cuộc họp đó rồi. Và đây là cuộc họp cuối cùng của năm nay. Thì bây giờ đó, hợp đồng tương lai cho chúng ta thì được là nghiêng về là Fed chỉ tăng có 0.5% mà thôi các bạn. phần trăm nghĩ là như vậy. Còn lại đó khoảng chừng là 19.4% đó thì nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng 0.75% phần lớn đương nhiên về là Fed tăng 0.5 dựa theo những gì chúng ta biết trong tuần này. Và chúng ta cũng thấy được là một chỉ số khác đó cũng đang nguội lại đó chính là chỉ số DXY. Đây là cái chỉ số đo lường sức mạnh của đồng đô la so với những đồng khác như là đồng euro, đồng bảng Anh làm Nhật Bản vân vân thì các bạn đã thấy được là cái chỉ số này đã có cái xu hướng chậm lại và không tiếp tục tăng nữa. Chúng ta đã thấy là chỉ số này lên cao gần đây lên tới 114 luôn. Bây giờ vẫn cao các bạn hơn 100 là cũng cao đối với thuận rồi nhưng mà đang trên cái xu hướng là đi xuống. Nhiều bạn thì đương nhiên là đang trông chờ chỉ số này nguội lại rồi tại vì chỉ số này nó đi ngược xu hướng với lại chỉ số chứng khoán của như là crypto thì thường là đi xoay tăng thị trường sẽ là một màu, màu đỏ cho nên nhiều bạn hy vọng mà đi xoay giảm để chúng ta có màu xanh xuất hiện trên thị trường thì bây giờ nó cũng đã có cái xu hướng giảm và nếu như mà chúng ta muốn thấy chỉ xuôi tiếp tục ngồi lại đó thì hai điều đối thuận rất là quan trọng thứ nhất là chúng ta phải thấy là Fed cần phải có những cái ngôn ngữ nhu mì hơn chứ đừng có nhiều hâu tối ngày như vậy và chúng ta bắt đầu đã thấy có những dấu hiệu đó rồi thứ nhì chúng ta phải thấy là những ngân hàng trung ương của những quốc gia khác đó phải tăng lãi suất nhanh hơn nữa và chúng ta cũng có một số thông tin khác nó cũng lạc quan đó các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là thông tin dựa theo Reuters là có thể là Trung Quốc sẽ có những cái kế hoạch để mà thả lỏng cái việc quản lý dịch bệnh các bạn Tại vì gần đây chúng ta cũng đã biết là có nhiều nơi Trung Quốc đang biểu tình và có nhiều video chia sẻ trên mạng nhiều thì cũng không có biết là những video này đã có thật hoàn toàn hay không nhưng mà dựa theo nhiều nguồn đó, thì cũng là những cái video thật đó các bạn đây là một cái video được lưu lại từ Lanzhou, china và đây là một cái nơi mà họ cách ly dịch bệnh các bạn đã thấy được là có người đã đốt nguyên khu cách ly rồi tại vì người dân đó, họ không có muốn bị cách ly nữa họ muốn có cái chế độ tha lỏng hơn họ có thể đi lại và có thể làm ăn được tại vì cái sự thất nghiệp bây giờ đó đối với Trung Quốc thì rất là cao các bạn nhiều người đó họ không thể kinh doanh được tại vì những cái chiến dịch lockdown tại Trung Quốc hiện tại và đương nhiên nhiều người đó ở trong thị trường tài chính hy vọng là Trung Quốc thả lỏng hơn để có thể là cái chuỗi cung ứng hàng hóa nó lưu thông dễ dàng hơn và chúng ta đọc theo bài viết này đó trên Reuters thì Reuters chia sẻ là Trung Quốc à, không có phải là sẽ ngưng cái chiến dịch không phần trăm dịch bệnh mà họ sẽ thả lỏng hơn về cái chế độ xét nghiệm cũng như là sẽ thả lỏng hơn về việc cách ly người mà bị dịch đó là cái bài viết đến từ Reuters. chúng ta hy vọng đây là sự thật nhưng mà đây cũng là một cái thông tin cho chúng ta một cái sự lạc quan đó các bạn còn một điều khác nữa có thể là các bạn thích hay là không thích cái đó chúng ta không nói đến tại vì đây là một cái thông tin cũng khá là nhạy cảm đó cái mà đã biết là gần đây đó, thì tổng thống joe biden muốn thúc đẩy một cái luật luật này đó là sẽ xóa nợ cho những cái sinh sinh viên các bạn. Chi tiết hơn đó là những người nào mà sau khi mượn tiền đi học rồi họ ra ngoài làm việc mà làm lương ít hơn 125.000 một năm hay là đối với người mà đã kết hôn đó mà lương của một gia đình là dưới 250.000 thì sẽ được xóa 10.000 đô tiền nợ sinh viên các bạn. Còn những người nào mà thuộc hộ gia đình nghèo đó thì có thể được xóa lên tới là 20.000 đô luôn. Điều mà các bạn cần hiểu ở đây thứ nhất là những bài nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì nếu như các bạn mượn tiền để mà đi học đó thì rất là đơn giản, bất cứ ai cũng có thể mượn tiền đi học đó các bạn. Các bạn không cần phải có thu nhập, các bạn cũng không cần phải có điểm tín dụng tốt, miễn là các bạn là người mà đăng ký trường để đi học đó, đây là tôi nói tới học đại học thì các bạn có thể mượn tiền được và ai cũng có thể được cái ưu đãi này đến từ chính phủ của Hoa Kỳ. Cho nên đó là điều đầu tiên Nhưng mà điều thứ nhì các bạn nên hiểu đó là khi các bạn mượn tiền đi học rồi Thì đây là cái tiền các bạn sau đi học xong các bạn cần phải trả lại Tại vì đã, đã mượn mà đâu phải là người ta cho các bạn đâu Và khi mà các bạn khai phá sản đó trong trường hợp đó Rất nhiều nợ sẽ được xóa các bạn Nhưng mà một cái nợ mà không thể xóa đó chính là tiền các bạn vay đi học Cho dù các bạn khai phá sản đi nữa đó Tiền các bạn mượn đi học vẫn phải trả chứ không có thể xóa được cho nên đây là một cái nợ mà khiến cho nhiều người cũng khá là mệt mỏi đó các bạn tại vì có thể nhiều người mượn rất nhiều tiền để mà họ có thể ra trường được và khi mà ra trường rồi đó thì họ không làm lương để mà đủ trả số tiền đó cùng với lại cái tiền sinh hoạt thì đây là một cái chiến lược để mà xóa bỏ một phần nợ đó thì đương nhiên chiến lược này đã gây rất nhiều tranh cãi các bạn đương nhiên là đối với một số người như là bản thân thuận thì thường đã ra trường bàn thạc sĩ từ năm 2010 cho tới bây giờ đã mười mấy năm rồi thì đương nhiên thường đã trả hết cái nợ sinh viên rồi chứ đi học thường cũng phải tự mượn tiền để mà đi học chứ đâu ai cho thuận tiền để học đâu các bạn đương nhiên đối thuận thường hôm nay là không công bằng đối với nhiều người người ta nói là không công bằng với những người mà đã trả hết nợ rồi thì người ta đâu có được xóa nợ đâu và những người mà không đi học tại vì họ sợ mượn nợ cho nên họ đã lựa chọn một con đường khác mà không học đại học thì cũng không công bằng đối với họ nhưng mà đối với một số người khác nó họ nói là công bằng mà thôi tại vì bây giờ đó cái số lượng tiền mượn đi học rất là cao 10 ngàn này thật ra cũng không thấm vào đâu hết á người ta mượn tới mấy chục ngàn đô để mà có thể học đại học được cho nên đây chỉ là một phần giúp đỡ mà thôi nhưng mà dù sao đi nữa đó cái mà chúng ta thấy là cái dự luật này đã không được thông qua các bạn thấy được là tổng thống Joe Biden đó, tiếp tục thúc đẩy và cuối cùng nó đã bị bác bỏ ở một tòa án rồi sau đó đó đi lên tòa án thứ nhì lại bị bác bỏ thêm một lần nữa điều này tại sao mình chia sẻ với các bạn tại vì nợ đâu có tự xóa đâu đương nhiên nếu như mà chính phủ hoa kỳ muốn xóa số nợ này đó thì tiền nó đến từ đâu thì nhiều người cho là cái số tiền cần để xóa cái số nợ này sẽ lên tới 400 tỷ đô la và bây giờ đó trong tình hình mà Fed đang tăng lãi suất đang siết chặt nguồn tiền thì tại sao lại phải chi tiêu 400 tỷ đô la này đối với nhiều người không hợp lý đây là cái sự chia sẻ thuận muốn nói với các bạn mà thôi liên quan tới tài chính cho nên ít nhiều gì ra nhiều người cũng xem đây là một cái thông tin tốt là chúng ta sẽ thấy là không cần phải chi tiêu cái phần 4 trăm tỷ này có thể dùng tiền đó làm chuyện khác hay là không cần phải dùng cái số tiền đó để có thể đừng có tăng cái phần trăm lạm phát lên nữa còn về công bằng hay không đó thì đó là quan điểm của mọi người mà thôi Thuận thì không có cần phải đòi hỏi công bằng đâu các bạn Đối với Thuận thì thế giới này nếu các bạn đòi hỏi công bằng Thì cả cuộc đời các bạn sẽ không có được vui đâu Bản thân Thuận đó, thì câu hỏi đối với Thuận là có chấp nhận được hay là không Và nếu chấp nhận được đó, thì làm tất cả có thể để cả tiếng cuộc đời mình mà thôi Chứ còn nếu như mà đòi hỏi công bằng thì các bạn cũng không có thể biết được công bằng là gì đâu Giống như trong trường hợp này và lạm phát nó rất là quan trọng các bạn tại sao chúng ta thường hay nói tới lạm phát tại vì khi mà phần trăm lạm phát đó không được quản lý thì các bạn thì được tiền sẽ mất giá liên tục và tiền có thể trở thành rác đó các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, đây là tiền của Venezuela các bạn thấy được tiền của Venezuela bây giờ mất giá đến nỗi mà chúng ta thấy là người ta bỏ tiền trên đường như là rác luôn có thể chúng ta nhìn nhiều những thông tin chết cách đây hai ba năm thường chia sẻ rất nhiều về Venezuela tại vì Trước đó chúng ta nói tới Zimbabwe, Zimbabwe đã bị siêu lạm phát Rồi sau đó chúng ta nói tới Venezuela các bạn Đây là những cái thông tin hiện tại chứ chúng ta không nói tới lịch sử đây Đây là những gì mà đang xảy ra ở thời điểm này Các bạn có thể nhìn thấy được là cái lốc tiền này đó của Venezuela là không bằng một cái cuộn giấy xúc nữa Chúng ta có thể nhìn thấy được là tiền người ta dùng để mà đem cân ký các bạn Chứ không có cần phải đếm nữa Tiền nó mất giá như vậy Khi mà một quốc gia mà không có quản lý lạm phát thì chúng ta sẽ dẫn đến là tiền hoàn toàn mất đi giá trị Và khi mà tiền hoàn toàn mất đi giá trị đó Người ảnh hưởng lớn nhất là chính là người dân đó các bạn Họ bị sự ảnh hưởng rất nhiều Lương của họ thì không tăng bao nhiêu Khi có lương rồi đó họ phải gấp rút xài hết tiền Chứ nếu không đó để vài ngày thì tiền lại mất giá nữa Không muốn cha nào muốn đi vào tình cảnh này hết Cho nên các bạn thấy là lạm phát là một trong những cái đời tài đang rất nóng hiện tại Yo, yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a